thật là một nơi địa hình hiểm yếu, dựa vào thế núi, nương theo thủy triều, lợi dụng sức gió mà lập trận địa, ta sẽ đánh cho chúng không còn đường về cố quốc. Tiến đến đâu đều đánh cho quân nhà Trần thua chạy tan tác. Giờ chỉ cần nghe danh đại vương là hồn siêu phách lạc rồi. Lần này ta đã chuẩn bị 70 vạn thạch lương. Vua tôi nhà ngươi có lên trời, xuống đất, trốn vào núi hay lặn xuống sông, ta cũng bắt cho bằng được. Linh vật của lũ man gì, ta sẽ diệt tận gốc. Bẩm đại vương, có tin thắng trận, tướng Ngô Mã Nhi đánh tan quân của Trần Khánh Dư và đã chiếm được cảng Vân Đồn. Vậy là thuyền lương của ta rộng đường tiến, thì nay mai thôi sẽ tới nơi. Hứa nhau, lần này ngươi sẽ đại bại dưới tay ta. Bẩm, đoàn thuyền lương của giặc do Trương Hổ đang tiến vào trận địa của ta. Vì lực lượng của quân giặc quá mạnh, ta đã để mất cảng Vân Đồn vào tay Ô Mã Nhi. Nay chỉ còn một cơ hội để lập công chuộc tội với triều đình. Chúng ta phải đánh một trận quyết tử. Phản thắng! Phản thắng! Phản thắng! Ở quân tướng bọn Màn gì thế nào chứ? Chưa đánh đã trốn như trạch rồi. Bẩm đại vương, đoàn thuyền chiến tiên phong đã bỏ xa chúng ta rồi. Đại vương nên cẩn thận. Trần Khánh Dư đã bị đại vương Ô Mã Nhi đánh cho tan tác. Với một đúng quân ô hợp vậy, dám ló mặt ra nó không chứ? Người cứ lo xa. Trần Khánh Dư thắng lớn, tiêu diệt toàn bộ đoàn quân lương của giặc. Quân ta thu giữ được rất nhiều quân binh và lương thảo. Trần Khánh Dư quả là một tướng tài giỏi, đã lập công lớn chuộc tội để mất Vân Đồn. Chỉ một trận này đã khiến thế cuộc thay đổi. Bệ hạ đoán việc như thần. Thoát hoan với 30 vạn quân, không thành trì, không lương thảo, lại gặp ngay kế vườn không nhà trống của ta. Bọn chúng sẽ lâm vào tình thế như lần trước, tự khắc tìm đường mà rút chạy. Thần cũng đã lên kế hoạch đón lõng chúng rồi. Bẩm bệ hạ và quốc công, trận địa đã sẵn sàng đón chờ quân giặc rút chạy. Chúng ta sẽ khóa chặt đường thủy bộ của quân giặc, dồn chúng vào đây. Và đây chính là một chôn.
Chè ngon quá. Trần Khánh Dư cướp sạch, Trương Hổ đã bỏ trốn. Sao lại có thể như thế được? Này, chết! À! Bẩm đại vương, vì hết lương thảo nên con định vồ con gà dâng đại vương, nhưng gà đây chạy nhanh quá. Không lương thực, lại không có gì để cướp bóc, quân ta nguy mất. Thế là ta lại lâm vào cảnh như lần trước, không lương thực thực phẩm để nuôi quân thì làm sao có sức để chiến đấu nữa. Truyền lệnh rút quân. Là một lũ ăn hại. Trình quốc công, quân chủ lực của ta do Thượng Hoàng đích thân chỉ đạo đánh Ô Mã Nhi trên sông Kinh Thầy đang dồn chúng về hướng sông Bạch Đằng. Dạ, quân ta tập kích đội tiền quân của Lưu Khuê ở Trúc Động đã ép chúng chạy vào nhánh sông Giá chuẩn bị tới Bạch Đằng ạ. Bẩm quốc công, tướng giặc là Trịnh Bằng Phi đi đường bộ hộ tống đoàn thuyền đã quay ngựa bỏ chạy. Đoàn thuyền của Ô Mã Nhi do Phản Tiếp dẫn đầu theo nhánh Đá Bạc vừa vào tới Bạch Đằng. Mọi hướng phải đánh chặn giặc, chờ thủy triều. Kìm chân, chờ nước triều rút. Rút quân! Với một đám quân ô hợp vậy mà dám chặn đại quân của ta. Bẩm đại vương, quân Man Di tự nhiên biến đâu mất rồi ạ. Không đuổi theo nước, dồn thuyền lại, cẩn thận bị phục kích. Tất cả quay đi lại, quay lại! Người còn không buông đao chịu trói à? Boom, 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 boom
Buôn Tâu, Đỗ Hành đã bắt được tướng giặc là Ô Mã Nhi, còn Phan Thiếp bị Nguyễn Khoái bắt sống. Thần vừa nhận được tin tướng quân Phạm Ngũ Lão đã đánh tan đạo quân Bộ, Phan Hoan một lần nữa phải dẫm lên xác quân của hắn mà bỏ chạy. Tốt, tốt lắm.